Are you from China? No, Indonesia. Indonesia, okay. Mm. I like Chinese food. Này các bạn, ông em mới vừa đi xem phim nên thành ra là ghé phở anh Vũ trên Von nè. Rồi thấy cái này nó dễ thương quá nè. Không nhìn là cái bếp này là nó ở ngoài. Để mình quay cho các bạn. Đây là xung quanh nè. Cái đèn rất là dễ thương luôn. Đây là lần đầu tiên mình qua nha. Qua trên Von á. Bên này là đang chuẩn bị làm tô phở nè. Cái chỗ này thì chủ yếu là phở. Không có định quay đâu các bạn. Định là qua ăn thôi. Ăn tối xong đi về mới đi xem phim xong ghé. Mà thấy tiệm dễ thương quá. Ở bên này là nguyên nồi nè. Nồi nước lèo nè. Rồi. Xong một tô nè. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi các bạn, mời các bạn nha. Cánh gà chiên nước mắm của phở anh Vũ. À, that's like caramel, so that's why it's hot. Nóng quá. Dạ. I don't remember her seeing her out. Spicy. So, nói chung bạn này chọc chơi vậy thôi các bạn. Tại vì Ray có quen bạn này hồi xưa. Bạn này hay làm có cái tiệm gần nhà mình. Mình cũng hay ăn quen với bạn này. Rồi đi ăn đi uống thì hay gặp á. Với lại cũng giống như là có xem video của mình. Nên thành ra là chọc mà anh bạn này thôi. Chứ không có ý gì đâu đó. Bạn này rất là dễ thương luôn. Nhưng mà bây giờ mình mới biết là bạn làm chỗ này các bạn. Nên thành ra bạn chọc chơi á. Chứ các bạn đừng có ném đá nha. Oh, hot. But it wasn't right to see a night.
Bây giờ là trễ quá không bạn? Today with this dress, two videos. Oh, you can switch it. Then I'll put the single set. And now she's single. Just different day, okay? Not the same day. I like to know that. Funny joke is that for like Instagrammers and influencers, when they go to like exotic locations, they would bring like 10 different clothes, and they would just change. And every year they just from saying, "Oh, I went back to this place, but it's the same thing from last year." But you change the clothes. Because I knew how she was, and I know the kind. It wasn't you, I believe. Hôm nay thì tụi mình đi xem phim các bạn, nên thành ra đi ngang qua thấy phở anh Vũ, anh bạn của mình á thì rất là thích ăn, nên thành ra là ghé qua phở anh Vũ. Thì cũng không có định là quay video hay là gì đâu, nhưng mà khi mà mình vô thì mình thấy họ có cái chỗ mà giống như là nấu phở, làm phở ở ngoài, mình cảm thấy nó rất là dễ thương, và lại nó giống như là bên Việt Nam vậy đó, nên thành ra mình rất là thích luôn, nên thành ra mình mới quyết định là quay video cho các bạn. Coi video này thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn kêu ăn điệu hoặc là bịa đặt ăn không hết đồ. Các bạn ơi, thật sự là sau khi mà mình coi phim xong á, là giờ này là khá là trễ rồi các bạn. Bình thường thì mình sẽ không có ăn giờ này đâu, nhưng mà tại vì bạn của mình thì rất là thích ăn, nên thành ra mình cũng đi giống như là ăn chung vậy thôi, chứ bản thân của mình là giờ này mình không có ăn hoặc là mình cũng không có đói. Bình thường mình sẽ ăn cái gì, ăn nhẹ nhẹ, ăn snack thôi các bạn. Chứ mà ăn giờ này, ăn mỗi ngày, ăn xong đi ngủ là coi như là lên cân như gì luôn á. Nên là bản thân của mình là mình sẽ hạn chế. Cái món mà mình mê nhất đó là chè các bạn. Chỗ này họ cũng có chè luôn, có chè dừa dầm á, rất là ngon. Ở đây thì mình có một chị tên là Jen làm chè rất là ngon các bạn nha. Riêng bản thân của mình thì chè mình có thể ăn mỗi ngày luôn, ăn bữa trưa, bữa tối, giờ nào cũng ăn. Tới mức có đợt mình order chè mình ăn mà mình bị lên cân cái vèo luôn các bạn. Nên thành ra mình hạn chế chè là cái món mà mình ăn không có bao giờ mà mình chê hết trơn á, nghĩa là không bao giờ no, nhưng mà mình hạn chế các bạn ơi. Nên thành ra các bạn cũng vậy, nếu mà các bạn sợ lên cân á thì các bạn tập cho các bạn ăn giống như là ăn buổi trưa nó đỡ nha, ăn buổi sáng nó không sao, chứ mà ăn trưa hoặc là ăn tối, ăn giờ nào cũng vậy, các bạn ăn xong đi ngủ là coi như là đồ ăn á nó vô hết người của các bạn, nó lên cân cái ào luôn. Hoặc là buổi tối cũng vậy, hạn chế ăn sớm sớm xong rồi đi ngủ, hoặc là ăn xong đi bộ, hoặc thậm chí ngồi coi tivi cũng được, 1-2 tiếng sau đi ngủ nó sẽ không sao các bạn nha. Cái này là kinh nghiệm của mình theo bản thân của mình, có thể là mỗi người mỗi khác. Tại hồi xưa giống như nhiều khi mình làm video xong á, là bữa trưa á, các bạn ăn xong rất là buồn ngủ, ăn xong ngủ cái là xong luôn, là mình thấy luôn bản thân của mình lên cân á các bạn, chứ không phải là không biết đâu. Nhưng mà nhiều khi mình thèm ăn quá, mình buồn ngủ quá, mà mình ngủ ngày hôm nay, ngày mai sẽ lại buồn ngủ tiếp nha, ngày mốt sẽ lại buồn ngủ tiếp, giống như là nó đúng giờ cái là nó sẽ buồn ngủ hoài. Nên thành ra mình quen cái giờ đó cái là xong luôn, ăn xong đi luôn á. Nên thành ra là cái nào mà được, nếu mà được thì hạn chế các bạn. Mình nói ba mẹ của mình hoài à, mà ba mẹ của mình thì quen các bạn, ba của mình là cứ ăn xong đi ngủ, nên thành ra là ba với lại mẹ của mình ai cũng tròn hết trơn á.
bản thân của mình cũng vậy, nên thành ra mình bây giờ là mình sẽ tập cho bản thân của mình hạn chế ăn trước khi ngủ các bạn, ăn sớm sớm. Đó. Guys, have a good night, okay? Bye. Enjoy your dinner. Các bạn ơi, video này hôm nay sẽ tới đây thôi ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video của Mary. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye. Đây là xung quanh nè. Cái đèn rất là dễ thương luôn. Đây là lần đầu tiên mình qua nha. Qua trên trên von á.